CBR650R đời 2020 đi 9604 cây. Con này lắm anh em hỏi lắm này. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ cập nhật một số dòng mô tô theo yêu cầu của anh chị và các bạn ha. Có xem trên kênh có comment rất là nhiều về hỏi một số dòng từ 200cc cho tới 1000cc. Thì hôm nay cũng là chủ nhật luôn, mình quay muộn tí nhưng mình về mình cập nhật lại cho anh em, up lên thử những cái dòng nào còn ha. Những cái dòng mô tô của Kawa này, của Honda, của Gia ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Phong. Xin chào anh em. Trước tiên mình giới thiệu cái hàng ngoài cùng để trưng. Chắc giới thiệu trước mấy cái con bốn máy trước nhỉ. Con đầu tiên CB650R xe 2022 biển thành phố Sa Đéc của Đồng Tháp. Cứ coi xe gì? Hai ba anh chú đi vòng sang phía bên kia dừng ở đây, phía bên tính này được. Dạ đi được rồi, chú này đi sang đó. CB650R ông ơi, bảo sim sim chỉ xe cho khách nhá. Đi 2400 cây. Đấy, có lên cái chống đổ, lên cái ba ga. Biển số thành phố Sa Đéc này thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Và hiện tại như chiếc này thì mình đang giảm xuống còn 225 triệu. 225 ạ? 225. À 225. Đúng. Hôm trước là bao nhiêu ta? Nó trước nó là 243. Hôm 243. Còn lại là... Đó. Được. Còn tiếp theo. Con này thì nó là 2020 đi 19.000 cây biển Long An. Nó có bô độ và bô zin cho anh em đầy đủ hết. Và chiếc này thì mình đang giảm xuống còn 200 tròn. Từ 215 giảm còn 200 tròn. Em còn 200 tròn. Chuyến này toàn cắt lỗ không. Đợt này xá cũng sắp hết lỗ rồi đấy. Đây còn cái gì? Z800 thì chỉ còn lại một con. Nó là xe 2015 đăng ký 2016 biển Bình Định. Đi 23.000 cây. Và chiếc này mình đang xả xuống chỉ còn 140 triệu. Nó là thắng ABS. Thắng ABS 140. Anh em hỏi con này thì trả góp trả trước bao nhiêu này? Ngân hàng thì hiện tại thì hỗ trợ hết khung cũng chỉ được 50 triệu thôi. 140 thì anh em phải chuẩn bị trước 90 triệu và chi phí ra tên nữa. Cái giá xe thì tất cả các xe bên mình đều bao rút hồ sơ. Nhưng mà vấn đề mà đăng ký bấm biển số và ra cao đẹp thì cái đó tính thêm chi phí. Z1000 thì cũng còn lại có một con thôi. Con này thì tất cả đều nguyên bản. Nó có bỏ cái bầu hơi đi. Bô zin nhưng mà không có xài bầu, tiếng nổ nó ấm. Chiếc này thì từ 279 triệu mà mình đang giảm xuống còn 260. Nó 260. Là đời 2016 đăng ký 2017 biển Gia Lai. Còn một con duy nhất Z1000 nữa.
Rồi, sẵn xuống hàng dưới đây. Hàng dưới trước đi. À, bộ máy mà. Rồi, quay em bộ máy cho anh em. CB1000 Neo Sport đời 2020 đi 4000 cây biển Gia Lai. Con này cũng bỏ bầu hơi, còn đâu tất cả đều nguyên bản. Chiếc này thì mình đang giảm xuống nó còn là 370 triệu. Đợt nó mới về nó đến 395 và cắt lỗ giờ này còn 370. Được. CBR650R đời 2020 đi 9604 cây. Đầy đủ cho anh em hết. Và con này thì mình đang giảm xuống rất sâu, nó chỉ còn lại 200 triệu tròn. 200 tròn. Đúng rồi. Lúc về nó là từ 223 triệu. Còn bây giờ cắt lỗ xuống còn 200. Ok. Hôm nay mình sẽ lên hình đại diện con này cho anh em xem đi phát cuối này. Đây. Ok. Con này là CBR650F xe 2018 biển Sài Gòn. Đi được 6000 cây. Hết sẵn. Hết sẵn. Con này mình thấy anh em cũng đang hỏi trên kênh, hỏi con này cũng con này thì nó chỉ lên duy nhất là bảo vệ lốc máy và chống đổ thôi, còn đâu tất cả được nguyên bản. Chống đổ. Bảo xe thì dàn áo zin, chưa sơn, chưa giảm ở bất cứ đâu. Chiếc này thì mình sẽ để cho anh em ở cái mức giá giảm xuống là còn 175 triệu. Bao nhiêu? 175. 175 à? Đúng. Từ 183 giảm xuống còn 175. Đó. Bạn em. Con bên này bán à? Con này anh em cọc rồi. À, cọc nữa đó. Rồi, tiếp tục CB500F. CBR từ 500 nhé. Hôm giảm giá đến giờ thì anh em ủng hộ rất nhiều. Phần khối lớn tính là đi nhiều ạ. Phần khối lớn thì số lượng đi vẫn ít hơn là cái thằng phân khối nhỏ. Nguyên này mà R15 mấy GSX như thế này CBR đi đến cả hơn chục con. Đấy, chủ nhật ai cũng ế đầu đó, như này cũng đi gần hơn chục con anh em. Phân khối lớn ngày nay thì chỉ cọc mỗi con này. À, phân khối lớn bên này đi mỗi con này. Nhưng mà suốt quá trình thì đều giảm đi nhiều ấy. Con này thì nó là CBR500R xe 2020 đi 5000 cây biển số 93 Bình Phước. Con này hôm mới về thì báo giá với anh em là 127. Bây giờ thì cắt lỗ xuống cho anh em, nói chung là để vốn thôi. Vừa mới về cũng bán gốc luôn, 120 triệu. 120 triệu, đấy. 120 triệu. 500R. Rồi, con này là ZX25R. Con này không khác gì con xe mới cả. Đi có 700 cây xe 2022. Nó là chủ phố, anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Và chiếc này thì mình đang giảm từ 179 xuống còn lại là 170. À, 170 luôn. Đấy, cắt lỗ cho anh em luôn. Z650. Rồi, mấy anh trai nào mà hỏi Z650 có comment lên cách đây ngày, 2 ngày gì rồi. Con này hết bình mất rồi. Đi có 3000 cây nữa. Vỏ lốp tất cả các thứ đều còn zin theo xe hết. Đang xài cây bô SC nhưng mà bô zin theo xe vẫn còn đầy đủ anh em. Hồ sơ rút sẵn rồi, anh em về sang tên luôn. Còn, quên, giá đang giảm một con này xuống là còn 125 nha. 125 triệu cho em Z650. Rồi Z3 này, Z3 anh em hỏi nhiều lắm luôn ấy. Z3 mà nó vẫn còn nằm đây này. Để mình quay kỹ cho anh em một tí. Nói chung mà bây giờ kinh tế nó cũng khó khăn nên là thành ra là nhiều anh em đam mê cũng phải gác lại này.
Đấy, nhiều khi tại sao mà phân khối nhỏ vẫn bán số lượng rất nhiều mà phân khối lớn nó đi chậm hơn. Anh em nhìn đây, gần như đứt nhiều, phân khối nhỏ đi rất nhiều. Ngày hôm nay so với hôm trước. Cứ ngày mà đi tầm các anh em nhìn tầm 10 chiếc mà không nhập về chiếc nào là kể như là toan hết cây. Còn cả một hàng ở bên trên nữa, hết lối đi rồi. Bên kia giờ trống hết rồi kìa. Ta làm mình cập nhật ngày chủ nhật luôn cho anh em nha. Z300 hồ sơ đã rút sẵn rồi. Đi 17.819 cây. Con này chủ Đà Nẵng nên anh em sang tên vì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Và giá thì mình đang bán 3 con Z300 đều đồng với nhau hết. Đó là 75 triệu một con. Con này là biển số 61 này. Con này biển số 81 này. Đó, con 75. Biển số 61 này thì đi 18.000. Mà thậm chí cái con đi 8.000 này mình cũng cho nó về đồng giá luôn. Có nghĩa là anh em thích con nào tới lựa đâu. Tại vì những vào những cái đợt mà xả thì không có chênh lệch nhiều đâu. Bên này nữa. Rồi, dòng này thì anh em nói mua trả góp thì trả tầm 30 triệu đúng không? Trả tầm xem nào, 30 triệu được. 30 triệu là mua được. Đúng rồi. Rồi, lên bên này. Mazda 300. Mazda 300 xe 2021 biển số 68 Kiên Giang đi 4.000 cây. Con này nó bị hết xăng mất. Con này thì mình đang giảm xuống nó còn 55 triệu. Còn Ducati bên kia thì sẽ bán cho anh em đồng giá là 101 một con. Đồng giá luôn. Đó, cặp Ducati này xả đồng giá luôn. 101 triệu. Tính ra 129 rồi. Giảm còn 101 á. Con này hết bình. Con này đi biển 63 Tiền Giang có cả bô độ và bô zin này. Còn con đây thì có nguyên bô độ. Ducati 795 đời 2012 2013. Mình quay phía bên kia. Rồi, KTM. KTM RC 200 thì con này đang bán là 45 triệu. Xe 215 biển Gia Lai. Còn KTM 390 biển Sài Gòn 215 ABS luôn. Con này thì đang giảm xuống còn 58 triệu. 58 triệu. Rồi. Rồi, bên này Ninja thì Ninja 3 này. Ninja 3. Ninja 3 đi 25.000 cây biển số 68 Kiên Giang xe 2017. Con này thì cũng để cho anh em mà mức giá là 75 luôn. Đấy. 75 luôn. Đúng rồi, con R3 thì còn 5 con cái mẫu 2017. Có 4 con thì đồng giá là 75 triệu một chiếc. Con đầu tiên này là biển số 78, à đâu, biển 81 Gia Lai. Sơn lại cái bánh mâm màu đỏ. Con tiếp theo là hồ sơ rút sẵn rồi. Đi 25.000 cây, này hết bình. Nhớ hết bình. Đi 25.000. Ai đúng. Con tiếp theo nữa là đi 14.000, xe 2018. Con nữa là biển số 78 Phú Yên. Con này thì nó phải chạy khoảng cỡ trên 30.000 nhưng đồng hồ nó tua về còn có 3.000 thôi. Ok. Rồi. Còn đây mới là 2-3.000 chuẩn này. 2.000 cây biển Bến Tre. Vỏ zin theo xe còn cực kỳ dày. Con này thì mình đang giảm từ 87 xuống còn 82. 87 giảm còn 82. Rồi, R3 2022. R3 2022 thì nó như mới. Đi có 243 cây. Chiếc này thì nó là biển số thành phố Đà Lạt nên anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Nói chung là xe mới đến 99%. Và cái giá thì mình đang giảm xuống cho anh em còn 110 triệu. Ok, thế là con này được giảm 9 triệu. Con này lại được giảm 9 triệu tiếp. Đúng rồi. Chỉ còn phát cuối mà đợt này thì tầm còn tháng nữa, hơn tháng nữa là bắt đầu dịch chuyển. Chuyển rồi.
Ninja 400 đi 14.000 cây, biển số Long An, hồ sơ có sẵn. Và con này thì mình đang giảm từ 109 triệu còn 100 trò. Đấy, 100 trò. Ok. Rồi, qua phía bên này. Ở đây thì có hai con Vulcan 650S. Con đầu tiên nó là xe 216 biển Sài Gòn, đi 18-19.000 cây ấy. Con này thì đang giảm xuống còn 155. Còn con 218 này cũng chạy 19.000. Con này thì đang giảm từ 173 xuống còn 165. Vulcan 650. Còn Bell 300 thì còn lại là 4 chiếc. Chiếc đầu tiên này là biển số con này rút sẵn hồ sơ rồi. Này đồ chơi gắn xương xương hết chục triệu, đi 5.000 cây, đời 2019, hồ sơ có sẵn và sẽ để cho anh em ở mức giá giảm xuống là còn 92. Mà bữa nay Bell thì sẽ giảm thêm cho anh em đi. Thêm nữa. Con này giảm xuống cho anh em còn 90 tròn. 90 luôn. Giảm à, tức là giảm 5 triệu à. Đúng rồi. Đó. Hôm trước thì giảm 3 triệu, hôm nay thì giảm thêm 2 triệu nữa là tính thành 5 triệu. Chiếc này thì nó là 2021, biển số 67 An Giang, đi 1.400 cây. Chiếc này thì hôm bữa là nó là 99, giảm 3 rồi. Bữa nay giảm tổng cộng nữa là xuống còn 94 nhé. 94. Còn tiếp theo này, thì từ 97 sẽ giảm xuống còn 92. Con này thì nó là 2020, biển số thành phố Pleiku của Gia Lai. Anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Ok. Và giá thì sẽ giảm xuống cho anh em còn 92. Rồi con tiếp theo thì nó là con cao tiền nhất. Con này đồ chơi hết chục triệu. 2021 biển Bình Dương, con này đi có 1.200 cây. Và bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 96 triệu. 96 triệu. 96 triệu. Rồi, còn 200 còn nào nữa không? 200 hết rồi. Rồi, ok thì... 300, rồi 250, hoặc khi mà xe Trung Quốc thì mình sẽ không quay lẫn vào đây. Okay. Thì trong lô này thì anh em hỏi khá nhiều về những cái dòng mà 200cc cho tới 1.000 thì mình đã quay lại số lượng hiện tại nha. Mình nói là số lượng hiện tại, với hôm trước thì mình thường là clip này nếu mà giới thiệu những cái dòng này tầm 30 phút. Nhưng mà bữa nay chỉ còn một nửa thì anh em biết là cái lượng nó sẽ bán ra mất một ít rồi. Máy này thì cũng đang ngưng, cũng không nhập anh em. Anh em nào cần coi kỹ hơn về chiếc nào thì cứ alo mình. Mình sẽ quay video gửi hình ảnh cho anh em chi tiết hơn. Rồi, ok. Mình với Việt sẽ chào anh em ở đây. Và hẹn gặp lại anh em vào video sau.